như mặt nặng mặt nhẹ vậy, căng vậy, con thiên quá trời. Thì cũng là mày, tao hỏi mày mà. Thằng đúng mà, đất ơi, thằng đúng mà. Còn người ta đồ được kệ nè, mà nó nặng nè. Nó đóng lại rồi, mày đi đường rồi, mày trời. Cái gì? Mày làm biết rồi đấy mà. Bây giờ bên sao, bây giờ khúc này của ai quay? Quang quay mở đài. Quý vị ơi, ở Việt Voi này chứa cái con này, không biết là chứa cái con này để làm gì, nó thả đoàn hay sao ấy. Cái xe ở đằng kia này thì nó bắt chúng ta thả đầu đằng kia kìa, mà quay cái đồ này kìa coi. Mà đường đi vô đường này, cái bên hỏi nó quay đường nào, cái bây giờ nó kêu nó quay đằng kia. Thầy hôm bữa đi sao? Mà nó thấy không hả? Thì nó đi tới lui đây sao cũng được, còn ta là nặng nề, là đồ đạc này. Rồi mới sáng 4 giờ sáng nó kêu đón mình, bây giờ đứng 5 giờ nó mới cho mình đón, mình được ngồi ở. Con không gọi có nghĩa là chưa tới giờ. Mấy con điên. Mày nói 4 giờ 15 thì 4 giờ ta nó phải ngồi được ở cái chỗ nắng nóng đó. Mày 4 giờ sáng cái gì nắng nóng. Đi này con này nó thay dịch chuyển lắm, nó viết kịch bản viết nó quen. Hôm nay mày nói 4 giờ 15 thì tao 4 giờ tao ngồi rồi đó. Tao ngồi ở cổ điện giống như một con già mà tao nói là mà ngồi từ sáng từ tối đến sáng không có ma nào đi. Mình thì không muốn chửi ai đấy, không muốn chửi ai cả. Mà con cháu nó toàn chọc mồm, còn cái con điên này nữa. Ăn thì chúng được quay tao. Sao mày chạy dữ? Ngoại nó ngoại chạy dữ, ngoại buồn luôn. Tao không chạy, nó đến thì biết thì tao không chạy. Đúng rồi. Mấy con quỷ này nó bày trò quỷ để đặt dấu mình. Con nào mà biết cái bản mình bị kêu đôi cái mặt này là Ngọc. Ừ, cái mặt nó mụn không? Trời ơi, không phải là con. Đấy, cái mặt nó mụn kia, mình nói nó mụn không cái gì nên nó chạy ra liền. Nè, phần sò ngon luôn, đãi mũi luôn. Ai biết gì đâu, yeah. Biết gì, em nói rồi. Đâu cây chút xíu cái này thôi, tí mình ra bãi biển rồi. Nửa ngày cho mày mà. Nửa, cái gì? Nửa ngày mà. Bay ơi, ông cố ơi. Mẹ tao rồi. Cảm giác đây cũng rất là giống Cần Thơ nha. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch Dần Xây. Thì cái khu du lịch này hồi trước là rất là hoang vu. Thì từ năm mà một bảy mấy á thì người ta dần xây lên, cho nên là bây giờ nó là tên khu du lịch là Dần Xây. Làm sao vậy? Ủa? Gì vậy? Là người ta xây dần lên. Hôm nay thì hoàn toàn mình chưa biết cái kịch bản gì hết. Bình thường mình sẽ biết mình vô đây mình chơi trò chơi gì hay là gì. Thì mới biết được là mình sẽ chuẩn bị gì. Nhìn ở đây nó có kiểu là rừng ngập á mọi người. Kiểu nó ngập sắp lên rồi, mấy cái cây mà nó có nhiều rễ này nọ tu rua. Kiểu giống như vậy. Đó. Ý, thấy mấy cái hình nữa nha. Bên đó có thể là trong đoàn mình luôn. Những người trong ekip, những người mà dàn xếp những cái cạm bẫy, những cái cam go. Bây giờ là một buổi sáng thật là năng động, nhưng mình cảm thấy rất là lười cho nên mình sẽ quay vô. Chết rồi. Đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Em là Mickey Moon. Mickey Moon hả? Em là Mickey Moon. Trời ơi, trời. Trời. Hai anh em mình cuối cùng gặp nhau rồi. Trời mua. Đây là Ricky Moon, một người em thất lạc của mình. Cũng hên là anh Đàm nó rủ mình tới đây mình tìm được em của mình. Thôi bây giờ mình chụp hình đi. Dạ dạ. Chị chụp hình cái nha. Trời mua quá. Nay đi du lịch đó hả? Dạ không, em đang đi học đó. Em đang nghiên cứu. Tức là cái đặc điểm của thực vật ở đây nó rất là đặc biệt. Bởi vì đây là môi trường ngập nước á. Những cái cây thì thường nó không có sống trong cái môi trường ngập nước được. Thường mấy rừng ngập này nó hay có cách xấu lắm á nha.
hết rồi, em nghe nói là hết rồi. Làm da làm biến rồi. Dạ đúng rồi, hết rồi, không còn con nào hết trơn. Nay đi chơi chơi gì đó nhưng mà không có cho biết cái gì luôn. Không có biết gì luôn, không biết tản luôn hả? Ừ, bây giờ ở đây thường nó có chơi gì. Em cũng mới lần đầu tiên tới đây. Phải không đó, hàng em kiếm chạy vô đây vậy? Không có. Rồi bye em đi học đi. Dạ, chào mọi người. Bye đi chị. Chị sợ gì vậy? Về cắt không vô một con người khác đang tự nhiên đang là cô dâu lôi cái thành nguyên con cầu thủ bóng đá luôn, chết chứ luôn. Hello mọi người, hôm nay Lò đã là cô dâu đó mọi người. Tôi chưa bao giờ tôi tưởng tượng cảnh này trong cuộc đời tôi hết. Một lần được làm chú rể, bây giờ được làm cô dâu mọi người. Đủ bộ rồi đó. Chào người đến với khu vườn thượng nha. Bữa nay là một buổi sáng đẹp trời, mặt đầm cô dâu gì đó. Đi ăn sáng chứ thật sự không có chú rể, Trời buồn quá đi. Ngày hôm qua đi ăn đám cưới để làm cô dâu. Cuộc đời có nhiều cắt éo leo quá ha, lúc hạnh phúc không ai mời làm cô dâu hết trơn. Còn mời đến ghen giật chồng được không? Xong tới là bồ chuẩn bị chia tay rồi mới mời làm cô dâu. Sau khi chia tay thì chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. Ở đây em đã thấy khỉ đó mọi người. Sau khi mà anh thấy khỉ em có một cái nét hoảng sợ. Em sợ nó giật tóc giả em có gì, Nhưng mà ở sân khấu có bé 3,4, còn ở đây là có khỉ cái gì nha. Thấy tóc giả nó mê lắm. Thước gì con khỉ nó giật cái nết ha. Nó đừng bị giật đồ. Xin lỗi mọi người nha, tại vì nếu mà bách xúc mỏng như Phương Lý Chi đó thì chị giống như là một bạn đàn ông gì đó. Cho nên chị phải làm nó dày một chút. Nhưng mà cái này là trong trẻo tự nhiên nhất cái gì rồi. Bình thường đi tập thể hình còn đậm hơn kìa. Bách cấp đậm hơn đi tập thể hình là để mình giành sân chứ không có gì chứ. Bước vô nó thấy mình là nó né liền. Quái nhân. Chị đã phải thức từ 4 giờ sáng. Do ekip hẹn quá sớm. Ekip đó là chị lộn có thể tự mắc cấp ở nhà được. Tao phải có mặt lúc đúng 7 giờ rưỡi 4 giờ sáng chị ngồi về chị làm tóc nè, ủi đồ nè, mắc cấp nè, tắm nè, chà mình chà mẩy đó. Thì 4 giờ làm cái 5 giờ 15 phút thì chị đua chạy với dùng tóc 80 km/h của chị nha. Chạy xuống khu du lịch gần ta cái rè. Khi xuống tới bày biện đồ xong mới biết mọi người mới tới chưa. Tức chưa? Tức chưa? 2 giờ tôi được ngủ thêm 1 tiếng nữa, tối qua 2 giờ tôi mới ngủ. Tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng thôi đó mọi người. Giờ thì sự minh mẫn của chị sẽ phụ thuộc cho ý kiến. Chị nghĩ hôm nay thì đội nào sẽ thắng? Đội có như đội có nhiều hết. Đây là cái tiền của các sư thì chị đội đó thắng. Lên nha cha chó. Đúng hay gì? Xanh nè. Cái này gì vậy? Cá nấu nè. Xanh nè. Em cho miếng hành nha mấy đứa ơi. Còn hành ngọt nhìn cho cô, con Phương đẹp thấy coi. Ăn giùm nó chưa kêu bạn. Ngoại ăn bánh canh của team đối thủ luôn hả ngoại? Trời đất ơi, bạn thân của tôi nó có nào là cái gì vậy trời, tối thủ cái con này. Này còn, con còn nhỏ, con không có chia bè mà chia phái như vậy, hiểu không? Cả cuộc đời của con như vậy là con sống cuộc đời cứ là giống như dế, giống như dế. Dế nó mà đá nhau, hiểu không? Người ta là bạn làm sao mà đá nhau được? Chị nó giết nhau. Ừ. Con đi thua được sao? Cho em xin một đôi đũa em cảm ơn. Gọi em là vô ăn đi.
review tại chỗ luôn anh ơi. Cứ công tâm nói nha con. Ngon. Vừa. Sao miếng cá này kiểu cái mùi nó béo béo kiểu như sữa vậy á. Cái cục cá này kiểu mùi như sữa vậy á. Cái này nó cái kiểu đặc biệt lắm. Em ăn thử cái miếng này nè, mùi nó thơm như sữa luôn. Ủa cái này cái gì vậy? Ngộ ha, cái cờ kiếm thôi. Cờ kiếm hả? Cái lườn của nó nữa còn ngon nữa, cái lườn của nó mềm ngon lắm. Không này ngon thiệt, ngon thiệt. Nước mắm rồi cắm tất tất chuyện luôn. Để em chuyện luôn thôi. Cái này là sụn gì đó? Lườn cá cờ kiếm. Lườn cá cờ kiếm. Còn cái này là sụn. Sụn luôn, sụn cá cờ kiếm luôn. Ổn mất mình cưng. Ổn mất công rên á. Hai cái miếng này miếng ngon này, hai miếng này. Miếng này. Con nhắm hơn lắm á. Sụng sụng sụng. Kiểu nó thơm mùi cá chứ không phải kiểu tanh. Ừ, nó có miệng nó phải tanh lắm. Còn cái này cá lườn kiếm hay cá gì ta? Anh ấy nhận nhau. Lườn cá sườn kiếm. Lườn cá kiếm. Anh ấy của anh á. Lườn cá kiếm, cá cờ kiếm. Của anh á, còn cá quay lại. Các em là cờ, cá lườn kiếm. Ủa mà nếu mà mua cái này là mua đâu ta? Vua biển anh. Là lên Google gõ vua biển. Anh có. Không ai liên hệ anh Đàm Bình Hưng. Không. Liên hệ anh Đàm Bình Hưng. Tôi bán, tôi bán cho em. Tôi bán, tôi bán. Anh Đàm cũng ship qua luôn. Anh Đàm đi chơi qua tiếp. Ngon thật sự mọi người. Ngộ lắm. Này để tủ lạnh được lâu không? Lâu anh. Ví dụ anh để anh mua về anh để tủ lạnh đó, đợi nào mà con anh lớn thì anh để nó ăn. Nãy anh thấy anh Đàm nêm ý thế quá, tưởng đâu mặn rồi. Đây là ngon dữ. Thiệt vời. Mọi người hãy nói với anh Hưng là mua cá vô biển, hành phi, xong rồi bắt đầu là rễ đầu ăn phi hành lên, xong rồi đó là bỏ con cái lên, xong mình nêm nếm này nọ các kiểu, rồi để dầu mè hay gì đó vô rồi đợi sôi là ăn được. Thơm lắm mọi người, nó không bị tanh luôn.